Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thảo luận tổ về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương. Chủ động ứng phó với cơn bão số 13. Thực hiện các nội dung theo chương trình kỳ họp Quốc hội lần thứ 10, khóa 14, chiều ngày 10 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì phiên thảo luận tổ về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung bàn thảo và đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục thực trạng thiếu nguồn kết nạp đảng viên, đặc biệt là thực trạng gia tăng số lượng đảng viên bị xóa tên tại các địa phương thời gian qua. Kết nạp đảng viên ấy, thì không nên đặt cái chỉ tiêu cứng vào đây. Chỗ nào thấy là xứng đáng đứng vào trong hàng ngũ của đảng thì chúng ta hãng xem xét để kết nạp, số lượng ít nhưng cái chất lượng. Nếu không thì cái chất lượng như này thì báo cáo chỉ là cứ xóa tên mấy nghìn đảng viên một hàng năm như thế thì chúng tôi cho rằng là nó không ổn. Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đảng viên và góp phần tạo cơ sở, nền tảng vững chắc thúc đẩy công tác xây dựng đảng phát triển. Bởi vậy, các đại biểu đề nghị cần có sự thống nhất các nội dung về vấn đề chất lượng nguồn nhân lực ngay từ trong báo cáo văn kiện. Nguồn nhân lực thì đúng là rất là quan trọng, không có người thì không có cán bộ thì không thể làm được cái gì cả. Nhưng mà cái chỗ này nói nguồn nhân lực này, ta vẫn nói cái câu của nghị quyết trung ương nói là cái gì? Xây dựng cái đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cái cấp mà chiến lược ấy, là đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đúng không? Cái cụm từ đấy là các ông chỉ nhớ là, nhưng mà trong cái báo cáo này và trong cái báo cáo cái chiến lược và cả cái công tác xây dựng đảng ấy, nhiều chỗ là dùng chưa thống nhất với nhau đâu. Các đại biểu cho rằng công tác xây dựng đảng cần được triển khai đồng bộ, toàn diện với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Khi đó, vấn đề nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng mới đạt kết quả thực chất và bền vững. Ngày 11 tháng 11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội thảo, các tham luận khoa học đã khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đúng đắn sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng dân tộc, nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Nhiều ý kiến cũng đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt. Kết quả hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Hòa cùng không khí tưng bừng của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đang diễn ra tại nhiều địa phương, sáng nay đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Đông Tiến, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và xóm Hải Hà, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, xóm Đông Tiến đã đạt được nhiều kết quả tích cực, 100% gia đình có điện chiếu sáng và được dùng nước sạch trong sinh hoạt, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xóm đạt trên 42 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 70%. Tại ngày hội, các đại biểu và người dân trong xóm đã chung vui với nhiều hoạt động, giã bánh dày, kéo co, đẩy gậy, nhảy sạp. Với truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, nhân dân xóm Hải Hà, xã Khe Mo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên các lĩnh vực, qua đó từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Chia vui với bà con nhân dân xóm Hải Hà, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho khu dân cư và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Cũng tại ngày hội, đã biểu dương các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, biểu dương các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, thiết thực, ý nghĩa. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương. Sự buổi tiếp xúc tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, dự tiếp xúc cử tri tại xã Tân Cương và phường Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Trương Vương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lắng nghe một số vấn đề được các cử tri đưa ra như việc tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu quy hoạch của thành phố, tình trạng xe quá tải đi lại không đúng quy định gây mất an toàn giao thông trên địa bàn, kiến nghị các cấp chính quyền xem xét mở rộng diện tích đình Hùng Vương, đầu tư nâng cấp di tích đền Cột Cờ. Cử tri xã Tân Cương kiến nghị về các nội dung như hướng xử lý lâu dài đối với khu xử lý rác thải đá mài, vấn đề ô nhiễm trong chăn nuôi, các chế độ phụ cấp đối với cán bộ đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương, vấn đề hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa để đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những tồn tại xung quanh vấn đề thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng chất độc da cam dioxin, việc chi trả và hỗ trợ phụ cấp cho người làm tổ chức chính trị đoàn thể của tổ dân phố sau khi sáp nhập, một số vấn đề liên quan đến đất đai và giao thông trên địa bàn đã được các cử tri phường Tân Thịnh đưa ra. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến khác được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp để gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Ngày 11 tháng 11, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tới dự và chúc mừng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường 11 tháng 11 1965, 11 tháng 11 2020. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, tiền thân là Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Khu tự trị Việt Bắc, là đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, hàng nghìn học sinh, sinh viên đã trưởng thành từ mái trường này, đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc khu vực Đông Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Trải qua 55 năm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, giảng viên qua các thời kỳ đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để xây dựng và phát triển nhà trường ở tất cả các mặt hoạt động, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trung tâm đào tạo văn hóa, nghệ thuật và du lịch trọng điểm của khu vực. Ngày 10 tháng 11, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh đã chủ trì hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự cho các thẩm phán, thẩm tra viên và thư ký tòa thuộc hệ thống tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận các nội dung được tập huấn để làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, từ đó thống nhất nhận thức và thực hiện tốt hơn công tác giải quyết các vụ việc dân sự trong thời gian tới. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Học viện Tòa án đã trao đổi, truyền đạt tới các đại biểu những kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự, giải đáp các nội dung liên quan đến Bộ luật dân sự và Luật tố tụng dân sự. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự đối với đội ngũ thẩm phán, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, liêm chính, uy tín, tận tụy phục vụ nhân dân. Ngày 10 tháng 11, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tỉnh Thái Nguyên có gần 24.000 người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị ảnh hưởng chất độc hóa học. Đến nay, có gần 10.000 người còn sống được hưởng chế độ. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin. Công tác củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức hội được đặc biệt quan tâm. 100% huyện, thị xã, thành phố với 178 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội. Thời gian tới, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm,
chăm lo cho đối tượng nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, nhất là những đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách trên địa bàn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 24.000 người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng chỉ có gần 10.000 người còn sống đã được hưởng chế độ, còn lại gần 5.000 người chưa được hưởng chính sách chế độ của nhà nước. Hơn lúc nào hết, họ rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, địa phương và sự sẻ chia của toàn xã hội. Với trên 1.800 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Đại Từ đã vận động các tổ chức đơn vị cùng chung tay chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân có thêm nghị lực vươn lên phát triển kinh tế. Tuy là đối tượng thật, thế nhưng mà cuộc sống thì nó không thể dừng lại như thế này. Thế anh em thì động viên nhau là không ai là hộ nghèo cả. Thế mà tất cả những cái phong trào đóng góp của địa phương là cố gắng vươn lên. Chiến tranh đã đi qua 45 năm, nhưng những vết thương và nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Để góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau, chia sẻ với những thiệt thòi mất mát ấy, từ năm 2015 đến nay, bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, sửa chữa, làm nhà mới, hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, tặng quà, với tổng số tiền trên 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn gần 5.000 nạn nhân chưa được hưởng các chế độ hỗ trợ của nhà nước, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị với Đảng, với nhà nước có cái quy định như thế nào đấy để tạo điều kiện cho anh em là có thể xác lập được cái hồ sơ mà thể hiện mình đã tham gia chiến đấu công tác ở vùng quân đội Mỹ rải chất độc hóa học. Về tiêu chí thì cũng phải xem xét lại, bổ sung sửa đổi một số các cái quy định về vấn đề giám định cho nạn nhân chất độc da cam. Thay vì chấp nhận số phận nghiệt ngã, những người bà, người mẹ, người vợ đã dành hết sức lực, tình thương suốt nhiều thập kỷ qua để chăm sóc chồng con. Những tấm gương ấy, mảnh đời ấy vẫn luôn cần sự hỗ trợ, quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng để tiếp thêm cho họ động lực, niềm tin trong cuộc sống. Tiếp tục chương trình là những tin vắn trên các lĩnh vực. Ngày 10 tháng 11, Tổ chức Oxfam cùng Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững CCS và các đối tác tổ chức hội thảo khởi động dự án Công nghệ khí hóa sinh khối, giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ. Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu tổng quan về công nghệ khí hóa sinh khối, tiềm năng ứng dụng của công nghệ này trong sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, đặc biệt là những gợi mở đối với các doanh nghiệp sản xuất chè tại Thái Nguyên. Các đại biểu tham dự hội thảo đã tham quan mô hình sử dụng những phế phụ phẩm để tạo ra công nghệ năng lượng sinh khối thích hợp dùng cho các hộ sản xuất nông nghiệp, tạo ra nguồn năng lượng sạch, góp phần giảm ô nhiễm nông thôn. Sau 10 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đến năm 2020 đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ngành địa phương và người lao động về vai trò của đào tạo nghề đối với phát triển nguồn nhân lực. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được mở rộng. Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Thái Nguyên tăng từ 43,7% năm 2010 lên 68,6% năm 2019. Dự ước năm 2020 đạt 70%. Triển khai từ năm 2011, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đặt ra mục tiêu đào tạo nghề cho khoảng 80.000 lao động nông thôn và 20.000 cán bộ công chức cấp xã. Đánh giá từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, với nhiều hoạt động được triển khai của đề án, cùng các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề của Trung ương và địa phương đã khuyến khích người dân tham gia học nghề, tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt vượt chỉ tiêu của đề án. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đánh giá sau 10 năm thực hiện cũng chỉ rõ một số địa phương còn lúng túng trong việc xác định ngành nghề đào tạo, chưa sâu sát trong tư vấn nhu cầu học nghề của người lao động, có tình trạng một số nơi đăng ký để hưởng chính sách mà chưa đem lại hiệu quả thực chất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 năm 2020 đạt trên 3,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ. Theo đó, ở cả 3 khu vực kinh tế, nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài đều đạt mức tăng trưởng khả quan. Lũy kế đến hết tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ và bằng 77% kế hoạch năm. Thông tin từ các cơ sở y tế cho biết, lượng bệnh nhi nhập viện trong vòng gần một tháng trở lại đây liên tục tăng cao, dẫn tới nhiều đơn vị đã nằm trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân được đánh giá là do tình hình diễn biến thời tiết vào thời điểm giao mùa có nhiều thay đổi. Các mặt bệnh ghi nhận chủ yếu là viêm đường hô hấp, các bệnh lý do virus gây ra.
Đáng chú ý, do tâm lý lo ngại việc lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế, nhiều bậc phụ huynh đã tự ý mua thuốc tại các quầy dược mà không có đơn thuốc của bác sĩ. Tình trạng này là nguyên nhân của kháng thuốc và khiến việc tiếp cận điều trị gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, thực hành tiêm chủng đầy đủ và đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế khi có dấu hiệu bệnh. Thưa quý vị và các bạn, xu hướng hợp tác với các doanh nghiệp tổ chức trong và ngoài nước đã và đang được Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đại học Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện. Qua đó mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Phóng sự sau sẽ đề cập đến nội dung này. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức từ các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên, trong đó có Trường Công nhân Kỹ thuật. Một trong các thế mạnh của trường là lĩnh vực đào tạo nghề, điện, điện tử, cơ khí, công nghệ ô tô, kế toán. Bên cạnh việc tăng thời lượng thực hành, nhà trường đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho người học có cơ hội thực tập, thực hành với môi trường thuận lợi. Các em học sinh sinh viên là tôi đánh giá là tương đối tốt về ý thức học tập, hai nữa là trình độ tay nghề. Thực tế ra như hiện tại ở dưới xưởng dịch vụ thì đã có khoảng 5-6 bạn là đã được sau khi thực kết thúc khóa học thì đã được đón nhận vào công ty làm việc với những vị trí khác nhau từ quản đốc cho đến kỹ thuật viên ngành nghề. Đáp ứng nhu cầu vừa học vừa làm, từ năm 2014, nhà trường đã phối hợp đào tạo hệ cao đẳng nội bộ cho nhân viên công ty Samsung Electronics Thái Nguyên với 3 chuyên ngành: điện, điện tử, tiếng Hàn và kế toán. Đến nay đã có hơn 600 sinh viên tốt nghiệp và khoảng 900 sinh viên đang theo học chương trình này. Tôi xin cảm ơn quý trường đã luôn hợp tác và giúp đỡ cho các nhân viên của chúng tôi. Về phía công ty sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cùng nhà trường để các khóa học diễn ra thuận lợi nhất. Mặc dù cái tuyển sinh đại học hiện nay cũng khó khăn, nhưng cái tuyển sinh cao đẳng của nhà trường cũng đạt được cái chất lượng. Và đây cũng là một những cái chỉ số đánh giá cái hiệu quả đầu tư, hiệu quả đào tạo. Chúng tôi thấy là nhà trường đã gắn chặt với doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chương trình, trong quá trình tổ chức đào tạo, đặc biệt là gắn với các doanh nghiệp ngoài nước, doanh nghiệp quốc tế. Trong 2 năm 2018 và 2019, nhà trường cũng đã ký kết hợp tác với Đại học Chunju của Hàn Quốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn International Human của Nhật Bản, mở ra cơ hội du học, xuất khẩu lao động hoặc nhận bằng cao đẳng đại học tại hai quốc gia phát triển trên. Trong giai đoạn 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thì nhà trường cũng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và tạo ra cái bước chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao cái quá trình hoạt động khoa học công nghệ và xây dựng thì Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật ổn định, phát triển theo hướng chính chất là cao. Việc lựa chọn đúng mô hình đào tạo mang lại cơ hội việc làm rộng mở cho người học, đồng thời cho thấy sự nhạy bén của nhà trường. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nhà trường vững mạnh, thực hiện thắng lợi các kế hoạch đề ra trong thời gian tới. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý. Đến nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, tại Quảng Nam và Bình Định đã có 2 trường hợp thiệt hại về người. Hơn 30 ngôi nhà và trụ sở cơ quan bị tốc mái hư hỏng tại các địa phương Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Bão số 12 cũng đã gây những ảnh hưởng không nhỏ tới hạ tầng giao thông và gây mất điện cục bộ tại không ít địa phương. Một số chuyến tàu Bắc Nam đã phải dừng khi đường sắt bị ngập. Bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận. Mưa do áp thấp nhiệt đới sẽ còn tiếp diễn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Trọng điểm mưa lớn tập trung từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên, có nơi lên 400mm trên một đợt. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở mức rất cao do mưa kéo dài. Trong 2 ngày tới, các tỉnh miền Trung vừa tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 9, ứng phó với mưa bão số 12 và sẵn sàng phương án chống bão số 13. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 13 có xuất phát gần giống bão số 9, đang tăng cấp rất nhanh. Dự báo sáng ngày 12 tháng 11, bão sẽ đi vào Biển Đông. Tại tỉnh Quảng Bình, sau đợt mưa lũ vừa qua, ngành giáo dục nơi đây đang phải đối diện nhiều khó khăn trong việc vận động học sinh quay trở lại trường. Thống kê tại Quảng Bình cho thấy có đến hơn 2.000 em học sinh chưa quay trở lại trường. Mưa lũ đã phá hủy 7 điểm trường trên toàn tỉnh, hàng chục điểm trường khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 370 tỷ đồng. Hiện các thầy cô tại nhiều điểm trường vẫn đang nỗ lực vận động nhằm đưa các em học sinh quay trở lại lớp học. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương đánh giá có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu gạo,
vào Liên minh châu Âu, tận dụng lợi thế ưu đãi của EVFTA. So với các nước ASEAN, xuất khẩu gạo của Việt Nam vào EU chỉ bằng 1/6 của Thái Lan, 1/10 của Myanmar, 1/4 của Campuchia. Tổng nhu cầu gạo hàng năm của EU là 2,3 triệu tấn. Gạo là mặt hàng có tiềm năng lớn để xuất khẩu vào EU khi mở rộng được hạn ngạch. Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 11, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm du lịch qua các miền di sản văn hóa Việt Nam năm 2020, tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hóa Việt Nam. Triển lãm giới thiệu các khu trưng bày về văn hóa, danh lam thắng cảnh, những điểm đến được du khách yêu thích theo từng chủ đề. Ngoài ra còn có khu vực trưng bày ảnh về các lễ hội tiêu biểu của Việt Nam được giới thiệu theo các nhóm dân tộc, các vùng miền văn hóa của đất nước. Trong danh sách 10 giáo viên toàn cầu do Vaki Foundation công bố ngày 11 tháng 11, có tên cô Hà Ánh Phượng, 29 tuổi, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học Phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. Nhờ áp dụng công nghệ thông tin và mạng Internet, cô giáo thế hệ 9X đã lôi cuốn học sinh của ngôi trường, có tới 85% học sinh là người dân tộc thiểu số, tham gia vào các tiết học xuyên biên giới. Cô đã trở thành người truyền cảm hứng về ứng dụng công nghệ thông tin khi phổ biến mô hình lớp học xuyên biên giới trên diện rộng. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dịch COVID trong nước và quốc tế. Ngày 11 tháng 11, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Hơn 15.500 người đang cách ly chống dịch. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 11, Việt Nam đã đưa hơn 330 công dân từ Nga và Qatar về nước. Dịch COVID-19 đã tác động lên nền kinh tế của nhiều quốc gia. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu tăng mạnh, thì lạm phát tiêu dùng tại Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm. Công ty dược phẩm BioNTech thông báo đang lên kế hoạch ấn định giá của vaccine ngừa COVID-19 mới dưới mức giá thông thường trên thị trường. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội. Các biện pháp tái áp đặt hạn chế do COVID-19 đang được công bố giữa lúc số ca mắc COVID-19 đang tăng cao trở lại tại Mỹ, khi thời tiết chuyển lạnh và hệ thống y tế ở nhiều nơi đang hoạt động gần hết công suất. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 11, khu vực thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét với mức nhiệt thấp nhất là từ 16 đến 28 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Nâng cao giá trị cây chè từ chương trình OCOP. Lần đầu tiên thử nghiệm tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop có chở khách của Mỹ. Với mục tiêu mở ra cơ hội cho các làng nghề và cơ sở sản xuất nông nghiệp phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương, tỉnh Thái Nguyên đang trong quá trình đẩy mạnh gắn sao các sản phẩm. Vừa qua đã có 51 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 đến 4 sao từ chương trình đánh giá sản phẩm OCOP năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên, trong đó có đến 37 sản phẩm từ cây chè. Qua đây mở ra nhiều hướng đi mới cho sản phẩm chủ lực, khai thác được hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Là đơn vị có 2 sản phẩm chè là Nhất Đinh Trà và chè Tôm Nõn được công nhận đạt 4 sao thuộc chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, Hợp tác xã Tâm Trà Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã sử dụng mô hình trồng, sản xuất trà sạch, an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tiêu chuẩn UTZ. Để không những mà chỉ là đem đạt cái danh hiệu mà phải là chất lượng thực sự khi mà khách hàng được đánh giá, đó là sản phẩm trà sạch, mang các cái chỉ tiêu xét nghiệm đều đạt chuẩn. Cũng là đơn vị sản xuất các sản phẩm từ cây chè, Hợp tác xã Chè An Toàn Nguyên Việt, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ được thành lập từ năm 2011. Hiện nay, diện tích 25 ha sản xuất chè của 31 thành viên đều được sản xuất theo hướng hữu cơ và đã được công nhận Việt Gáp.
Từ hướng đi này, Hợp tác xã đã được công nhận hai sản phẩm là trà móc câu và trà tôm nõn đều đạt 4 sao thuộc chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Đạt sản phẩm chất lượng OCOP như thế rồi thì chúng tôi cũng đang định hướng đẩy mạnh về cái chất lượng về bao bì, mẫu mã, tham gia các cái kết nối của các sở ngành để tiếp cận các cái thị trường để đưa ra nước ngoài. Nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh của cây chè, nâng cao chất lượng thương hiệu, đưa sản phẩm vươn xa, tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện có hiệu quả đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2019-2025, trong đó hỗ trợ các hợp tác xã nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm theo hướng gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng, điều chỉnh sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường và đáp ứng tiêu chí OCOP cấp tỉnh, cấp quốc gia. Những sản phẩm được xếp hạng sao thì nó đều qua các bước đánh giá, qua các cái tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia. Nó bao gồm từ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề xúc tiến thương mại, vấn đề về tem mác, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc. Điều đó nghĩa là tổng hợp của cái sản phẩm mà được công nhận OCOP này là những sản phẩm mà nó mang đầy đủ các cái tiêu chí để làm sao bảo vệ người sản xuất cũng như người tiêu dùng tốt nhất. Có thể nói rằng các sản phẩm OCOP nói chung và sản phẩm OCOP từ cây chè nói riêng là sản phẩm chủ lực thế mạnh của địa phương. Khi chất lượng các sản phẩm được nâng cao, thị trường tiêu thụ sẽ ngày càng lớn. Đây là tiền đề giúp người dân, nhất là người dân vùng trồng chè, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một tháng sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ chính thức ban hành kết luận thanh tra liên ngành về việc quản lý sử dụng đất đai, xây dựng và hoạt động tín ngưỡng tại đền Đa Thiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc triển khai vẫn chưa được thực hiện. Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã công bố kết luận thanh tra số 431 về việc quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng, hoạt động tín ngưỡng tại đền Đa Thiên, theo đơn tố cáo, đề nghị của công dân tổ 7 thị trấn Trại Cao. Kết luận này cũng đã được công bố công khai tại trụ sở tiếp công dân của thị trấn Trại Cao và trên cổng thông tin Ủy ban dân huyện để tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân. Theo quy định, sau 15 ngày, cơ quan chuyên môn phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được chỉ ra trong kết luận. Thế nhưng, người dân tổ dân phố 7 phản ánh cho đến nay, hầu hết những nội dung đã được giao cụ thể cho các phòng ban ngành và Ủy ban nhân dân thị trấn vẫn chưa được triển khai. Hiện người dân chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn nào từ phía cơ quan chức năng của địa phương. Từ khi kết luận nó về đến giờ là cũng lâu rồi, nhưng mà đến nay là cũng chưa có sự chỉ đạo gì, trong này cũng chưa có cấp nào chỉ đạo chúng tôi làm cho nó đầy đủ thủ tục cả. Đã có kết luận rồi thì mong từ các cấp là cũng tạo điều kiện và giúp đỡ cho làm đúng theo cái kết luận đã đưa ra. Tiếng là thành lập ban quản lý dân bầu ra, thế nhưng mà chúng tôi vào thì hoàn toàn ngồi ngoài rìa chứ không vào được trong đền để làm cái công tác ở trong đền. Thì cũng mong muốn làm sao cái quyết luận hôm vừa rồi là nó trở thành hiện thực. Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cao và các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm liên quan của huyện Đồng Hỷ cho biết hiện các bước triển khai thực hiện kết luận thanh tra đang được tiến hành. Tuy nhiên, do đây là vấn đề phức tạp liên quan đến cả tổ chức và cá nhân nên cần thận trọng thực hiện đúng trình tự, thủ tục cần thiết. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ cũng đã ban hành văn bản số 1365 yêu cầu triển khai thực hiện nội dung này. Phòng Tài nguyên Môi trường chúng tôi với chức năng nhiệm vụ đã trực tiếp làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cao hướng dẫn các cái nội dung có liên quan. Cụ thể thì hướng dẫn thị trấn Trại Cao xây dựng một cái kế hoạch chi tiết đầy đủ các cái nội dung theo yêu cầu trong kết luận thanh tra cũng như là nội dung công văn số 1365. Trên cơ sở đó thì sẽ báo cáo Đảng ủy thị trấn và báo cáo lãnh đạo huyện để triển khai tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch và theo quy định của pháp luật. Người dân thị trấn Trại Cao đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền thị trấn Trại Cao triển khai thực hiện kết luận thanh tra nghiêm túc, đúng thời gian theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mong muốn những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả về các thông tin phản ánh trong mọi mặt của đời sống xã hội. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về địa chỉ truyền hình thái nguyên@gmail.com.
Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý. Tỉnh Gangwon ở bờ biển phía đông Hàn Quốc ngày 10 tháng 11 cho biết đã gửi một bức thư đến Bình Nhưỡng hồi tháng 8 vừa qua thông qua các tổ chức dân sự cung cấp viện trợ cho Triều Tiên nhằm tìm kiếm cơ hội cùng nhau tổ chức Olympic thanh niên mùa đông 2024. Thống đốc Gangwon, ông Choi Moon-sun đang thúc đẩy kế hoạch đồng tổ chức Olympic với Triều Tiên và ông cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Ngày 10 tháng 11, chính phủ Thái Lan đã quyết định cho phép những lao động nước ngoài ở Thái Lan có giấy phép lao động hết hạn năm 2021 được ở lại làm việc thêm 2 năm. Chính phủ Thái Lan cho phép người lao động nước ngoài ở lại làm việc với điều kiện họ phải gia hạn giấy phép lao động ngay khi giấy phép cũ hết hạn. Quyết định gia hạn này chỉ áp dụng với người lao động từ các quốc gia Myanmar, Lào và Campuchia. Chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 10 tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất tính từ đầu năm 2020. Chỉ số chất lượng không khí chung của New Delhi đã tăng lên mức 488, mức cao nhất tính từ đầu năm tới nay và cao hơn mức 477 ghi nhận ngày 9 tháng 11. Nhiều người dân gặp tình trạng đỏ mắt, đau họng và khó thở. Những triệu chứng đáng lo ngại vì khó có thể phân biệt với những triệu chứng mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Các sông băng trên dãy Kỳ Liên Sơn của Trung Quốc đang biến mất với tốc độ nhanh khi trái đất đang dần ấm lên. Theo dữ liệu của Viện Khoa học Trung Quốc, diện tích sông băng tại dãy núi dài 800 km này trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2010 thu hẹp nhanh hơn 50% so với giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1990. Điều đáng báo động không kém là độ dày của sông băng cũng giảm, với khoảng 13 mét băng biến mất do nhiệt độ tăng. Các nhà khoa học cảnh báo điều này có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng về nước ở khu vực cao nguyên Tây Tạng. Công ty Virgin Hyperloop của Mỹ vừa thử nghiệm tàu siêu tốc công nghệ Hyperloop vượt trội có chở hành khách. Cuộc thử nghiệm này đối với công ty là dấu mốc quan trọng mở ra triển vọng sớm cho ra đời loại phương tiện giao thông vận tải mới có thể đạt tốc độ lên tới 1.000 km mỗi giờ. Cuộc thử nghiệm đã diễn ra tại sa mạc Nevada. Hai hành khách đầu tiên ngồi trên con tàu công nghệ siêu tốc là người đồng sáng lập công ty Virgin Hyperloop và giám đốc chất lượng dịch vụ hành khách của công ty. Phương tiện này chỉ mất 15 giây để di chuyển qua một đường hầm dài 500 mét. Cuộc thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, chúng tôi rất phấn khích và không có điều gì bận tâm về chuyến đi. Hệ thống Hyperloop sử dụng lực bay từ trường, nhờ thế mà các khoang chứa của tàu siêu tốc có thể di chuyển gần như không tiếng ồn qua các đường ống chân không. Trong tương lai, một chuyến đi giữa New York và Washington bằng Hyperloop chỉ mất 30 phút, nhanh gấp 2 lần máy bay chở khách thông thường. Chúng tôi đã nhìn thấy bản vẽ mô phỏng, nhưng bây giờ mới được chứng kiến thử nghiệm trong thực tế. Ngoài tính năng vượt trội về tốc độ, con tàu này còn góp phần bảo vệ môi trường khi lượng khí phát thải bằng 0%. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 14 km bên bờ sông Công Thơ Mộng, trại ngựa Bá Vân thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi, tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn. Đây là nơi nghiên cứu, phát triển và sinh trưởng loài ngựa lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang chăm sóc, huấn luyện 105 cá thể ngựa để phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng kỵ binh, cảnh sát cơ động. Những phút cuối của chương trình sẽ là hình ảnh đàn ngựa nhờn nhơ gặm cỏ trên cánh đồng rộng bát ngát, tạo cho bất kỳ ai tới đây cảm giác như đang đứng giữa thảo nguyên xinh đẹp.
Những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.